Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, đã lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, những ngày đầu sau giải phóng, tình hình kinh tế xã hội ở huyện Mỹ Xuyên còn lắm khó khăn. Nhờ Đảng lãnh đạo, nhân dân đoàn kết, chính quyền năng động cùng các chính sách của Đảng và Nhà nước đã làm nên một Mỹ Xuyên như ngày hôm nay. Độ mặt nông thôn mới mình hiện tại giờ này thì so hồi xưa thì nó cách biệt quá xa, nhất là cái sự được sự đồng tình của bà con rồi sự lãnh đạo của Đảng, thì bây giờ bộ mặt nông thôn khang trang, đời sống dân thì phát triển. Nhưng bây giờ thì có lộ thông thoáng rồi, cầu đường thì đa số được xây dựng, đổi mới là xe cộ là chuyên chở hàng hóa buôn bán rồi cũng nhanh lẹ. Thì điện đó là thấy rõ rệt là cái đời sống của nhân dân là mọi mặt đều được đổi mới. Những con đường khang trang, hai bên ngập tràn sắc hoa đã tạo điểm nhấn cho huyện nông thôn mới Mỹ Xuyên. Đầu năm 2023, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm, Gia Hòa 2, nâng tổng số lên 7 xã. Với quan điểm nhất quán, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Hòa Tú 1 tiếp tục duy trì nâng chất 5 nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Trong phát triển kinh tế, huyện ủy chỉ đạo duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như mô hình lúa thơm, tôm sạch, trồng màu, chăn nuôi, cùng với đầu tư nạo vét các công trình thủy lợi, góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2022 đạt 207 triệu đồng. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,17%. Hồi trước gia đình được hỗ trợ được một con bò, rồi nuôi nhân đàn từ từ, rồi bây giờ được 5 con mà bây giờ là bán hết một con. Cũng cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho được con bò nghèo, giờ xin thoát nghèo. Trong 2023 thì xã Dòng 2 cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch để phối hợp với các ngành để đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, để góp phần tạo việc làm cho người dân có thu nhập ổn định trong cuộc sống. Ngoài ra thì xã cũng sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình làm ăn có hiệu quả trên địa bàn xã, như là mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, rồi trồng màu trên đồi bao, rồi các cái mô hình nuôi cá lóc cũng như là nuôi hình tôm càng xanh xen canh với ruộng lúa để hỗ trợ cho các cái hộ dân tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội luôn được huyện đặc biệt quan tâm, thường xuyên đầu tư xây mới và nâng cấp, đáp ứng tốt công tác giảng dạy, học tập, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Năm 2023, thì Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đề ra 19 cái chỉ tiêu để thực hiện cái nghị quyết. 4 cái chỉ tiêu mà phải quan tâm. Một là chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao cái giá trị thu nhập cho bà con trên địa bàn. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là tập trung chỉ đạo nâng chất các cái tiêu chí về cái nông thôn mới. Cái vấn đề thứ ba đó là chỉ tiêu thu ngân sách. Đây là một cái chỉ tiêu phải nói là phấn đấu, là quyết tâm chính trị cao, và cũng gà sót là tận dụng các cái nguồn thu để là đạt cái chỉ tiêu này. Cái vấn đề thứ tư đó là cần quan tâm nữa là cái bảo hiểm y tế toàn dân cũng như là bảo hiểm xã hội trong độ tuổi, thì phải tập trung tuyên truyền để cho bà con có cái hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái việc là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đây là một cái chủ trương mà được chính phủ cũng như là được tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đặc biệt quan tâm. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngày càng nhiều vùng đất khó đi lên như Mỹ Xuyên, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam,
cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mỹ Xuyên tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.